Ngọc Thơ, Thời báo D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vụ chuyến bay giải cứu, ông Hưng nói Viện Kiểm sát trưng bằng chứng trong cặp đường tiền Theo báo Người Việt, ngày 21 tháng 7 có đăng bài viết tiếp tục về vụ xét xử chuyến bay giải cứu Theo đó, báo Người Việt đưa tin, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh Điều tra Bộ Công an vẫn tiếp tục kêu oan và bật lại mọi cáo buộc của Viện Kiểm sát nhắm vào ông này trong phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu, hình ảnh báo người Việt đưa tin. Ông Hưng cùng với ông Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu phó giám đốc công an Hà Nội, bị viện kiểm sát cáo buộc là nhận 2,6 triệu đô la để chạy án cho ông Lê Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, lãnh đạo công ty Bầu Trời Xanh. Theo người Việt, trong lúc hầu hết các bị cáo khác đều nhận tội, Bị cáo Hoàng Văn Hưng là người duy nhất dám cãi lại viện kiểm sát vào quan tòa. Trong phiên tòa ngày 21 tháng 7, Hoàng Văn Hưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét viện kiểm sát dùng lời khai của ông Tuấn, bà Hằng để buộc tội bị cáo có khách quan đúng pháp luật hay không. Hưng giải trình lại rằng trước khi khởi tố vụ án bị cáo không có cơ hội giải trình về lời khai của Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an Hà Nội. Ngoài ra Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Hưng đặt câu hỏi tại sao bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khai báo đã chuyển hết lại số tiền 2,6 triệu USD cho bị cáo Hưng. Nhưng sau khi cơ quan điều tra kết luận vụ án, bị cáo Tuấn cùng gia đình nhanh chóng nộp lại khoản tiền này để khắc phục hậu quả. Mục đích của việc nộp lại tiền nhanh như thế để làm gì? Ông Tuấn vẫn khẳng định đã đưa hết tiền 2,6 triệu đô la cho bị cáo. Vậy thì ông Tuấn nộp lại làm cái gì? Bị cáo Hưng đặt câu hỏi. Sau khi Viện Kiểm sát công bố video clip cho thấy bị cáo Hoàng Văn Hưng nhận một chiếc cặp da cài khóa số được cho là đựng 450.000 đô la ở đối diện trụ sở Cục An ninh Điều tra, bị cáo này lập tức cãi lại. Việc ông Tuấn đưa 450.000 đô la cho bị cáo không có bất kỳ nhân chứng nào, không có hình ảnh nào, bởi thế không thể khẳng định trong cặp có tiền. Đại diện Viện Kiểm sát đưa dữ liệu viễn thông cho biết vào buổi sáng hôm giao chiếc cặp, giữa hai bị cáo Hưng và Tuấn có 7 cuộc gọi. Viện kiểm sát lập luận, nếu bị cáo Tuấn chỉ tặng 4 chai rượu van thì không cần thiết phải gọi cho nhau 15 lần liên tục từ hôm trước đến hôm sau. Việc Hưng chối cãi cáo buộc nhận tiền từ ông Tuấn là tráo trở gian dối, không trung thực, dựng chuyện trắng trợn. Không chỉ viện kiểm sát mà Hưng cũng bị hai bị cáo Tuấn và Hằng nói như vậy, theo báo VN Express hình ảnh ông hưng trong một clip mà viện kiểm sát công khai viện kiểm sát đã hơn hai lần dùng từ tráo trở gian dối để đánh giá về lời khai lời bào chữa của ông hưng khi đưa ra nhiều thông tin không trung thực về hành vi phạm tội cũng như vu khống cho cơ quan tố tụng bị cáo hoàng văn hưng cho rằng nguyên nhân chính khiến tôi bị oan là vì cơ quan điều tra và viện kiểm sát không tuân thủ quy định pháp luật về chống oan sai trong mọi tình huống phải bảo đảm nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung không được dùng lời khai đặc biệt là lời khai đổ tội làm chứng cứ kết tội không được buộc tội bằng nhận định mà không có chứng cứ bị cáo hưng nói điều tra viên kiểm sát viên phải vận dụng triệt để nguyên tắc suy đoán vô tội khi không đủ căn cứ phải kết luận không có tội một cách nhanh nhất để không gây ra hậu quả nặng nề bị cáo hưng nhấn mạnh ngoài ra bị cáo hoàng văn hưng còn cho rằng trong phần đối đáp đại diện viện kiểm sát đã có những lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi nên đề nghị viện kiểm sát xem xét lại. Trước đó tự bào chữa ông Hưng nhiều lần khẳng định mình bị oan, không thực hiện hành vi phạm tội như cáo buộc. Theo lời bào chữa của ông Hưng, đến nay cơ quan tố tụng buộc tội bị cáo chỉ dựa trên lời khai mà không đưa ra được chứng cứ. Ông còn dẫn giải hàng loạt quy định pháp luật để cho rằng quá trình điều tra có nhiều vi phạm tố tụng mà cơ quan điều tra khởi tố định tội danh với bị cáo là hết sức nóng vội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin vụ chuyến bay giải cứu ông Hưng đề nghị viện kiểm sát trưng bằng chứng trong cặp đựng tiền. Vụ chuyến bay giải cứu tòa không đếm xỉa đến người dân. Báo AFA ngày 19 tháng 7 có bài viết về vụ xét xử chuyến bay giải cứu làm dậy sóng xã hội Việt Nam gần đây với tiêu đề tiền của dân tại sao lại trả cho nhà nước. Theo đó, trong vụ án chuyến bay giải cứu, có tổng cộng 54 bị cáo là các quan chức cấp cao đã bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án hôm 17 tháng 7, trong đó có một người bị đề nghị án tử hình, hình ảnh AFA đưa tin. Tất cả họ bị cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm lần với tổng số tiền 165 tỷ đồng. Và khoảng một nửa trong số tiền 165 tỷ đồng đã được các bị cáo nộp lại. Trước khi tòa nghỉ án, chủ tọa thông báo tạm dừng phiên tòa để xem xét chứng từ nộp tiền khắc phục hậu quả của các bị cáo. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Hội đồng xét xử cho biết việc cập nhật số tiền khắc phục hậu quả để cơ quan công tố có căn cứ đề xuất mức đề nghị phù hợp. Báo AFA đã đặt ra vấn đề vì sao số tiền tham nhũng trong vụ chuyến bay giải cứu khởi phát từ túi của người dân các doanh nghiệp và quan chức chia chác cho nhau mà tòa xử nói nộp lại cho nhà nước để xét như một tình tiết giảm nhẹ tội. Theo AFA, dòng tiền trong vụ án này khởi nguồn từ túi người dân giao cho các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, tổ chức các chuyến bay về nước. Rồi các công ty này hối lộ, chi chác với các quan chức. Giờ các quan chức bị bắt thì số tiền đó nộp lại cho nhà nước, chứ không phải là những người chịu thiệt hại trực tiếp. Afa dẫn lời ông nguyễn anh tuấn một người dân ở hà nội nêu quan điểm trên trang facebook cá nhân rằng tiền ăn cướp của dân chứ không phải là ăn cắp từ ngân sách hay đảng phí không trả lại cho bị hại mà lại bắt nộp lại cho đảng và nhà nước để mong nhẹ án thì sao gọi là khắc phục hậu quả nhỉ như vậy là chạy án chứ nhỉ ông hoàng hùng admin facebook page tôi và sứ quán cho afa biết đây thực chất là thiệt hại của người dân chứ không phải là nhà nước cũng không phải là các doanh nghiệp. Người dân họ phải bỏ tiền ra mua vé bị đội giá rất là cao, như thế là số tiền thu hồi phải được trả lại cho người bị hại chứ không thể nào sung vào công quỹ được. Hiện bây giờ vấn đề phải giải quyết là chia số tiền đó như thế nào. Bây giờ bắt người dân phải làm đơn đi kiện dân sự là bất hợp lý. Ông H một luật sư ở hà nội nói với afa tòa đang xét xử các hành vi tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn đưa và nhận hối lộ đây là tội hình sự và nó tách biệt với vụ án dân sự giữa nạn nhân và doanh nghiệp hình ảnh năm quan chức nộp lại tiền nhiều nhất theo afa tức là quan hệ pháp luật trong vụ án này là giữa các bị cáo và nhà nước vì vậy không xét đến thiệt hại của người dân trong các chuyến bay cái này gọi là nộp lại tài sản đã hưởng lợi bất chính do phạm tội mà có một luật sư không muốn nêu danh tính nói với afa rằng trong vụ án này những người được giải cứu về nước với chi phí cao có thể yêu cầu đòi các doanh nghiệp bồi thường vì trong bộ luật dân sự việt nam có quy định về chuyện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng số tiền trên lệch trong mỗi chuyến bay hoàn toàn có thể đòi được đây là những câu chuyện hoàn toàn khác nhau một bên là chịu trách nhiệm trong lĩnh vực hình sự, một bên khác là chịu trách nhiệm trong lĩnh vực dân sự. Phải phân biệt ra hai loại trách nhiệm đó thì mọi người mới rõ ràng được. Luật sư Hát nói, theo Bộ Luật Dân sự năm 2015, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng xảy ra khi một bên cố ý hoặc vô ý gây hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân gây hại đến danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc các chủ thể khác. Tòa xét xử vụ đại án chuyến bay giải cứu bắt đầu từ ngày 11 tháng 7, 54 người bị khởi tố về các tội liên quan đến hối lộ, chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ. Đến ngày 17 tháng 7, viện kiểm sát đã tuyên bố mức án đề nghị đối với các bị cáo này. Đồng thời, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mở rộng giai đoạn 2 của vụ án AFA dẫn lời báo Việt Nam Net, giai đoạn 2 sẽ làm rõ dấu hiệu của tội che giấu tội phạm, dấu hiệu của tội rửa tiền. Và hiện tòa chưa đề cập đến chuyện bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân trực tiếp của vụ án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin vụ chuyến bay giải cứu tòa không đếm xỉa đến người dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d